Chào anh em. Tình hình ngày mai là mình sẽ đi bắn khoảng vài ngày. Thì thường là trước khi đi bắn mình sẽ thay nước cũng như kiểm tra hết cái dàn hồ, dàn cá. Đang thay nước nè. Mình sẽ quay cho anh em xem cách mình chuẩn bị để mà đi bắn nhà vài hôm. Thì cá ở nhà nó sẽ như thế nào. Đây, các cá hồ mình sẽ thay nước khoảng 30-40% nước. Hồ nào mình cũng thay hết. Kết hợp với là mình sẽ giặt cái túi lọc. Rồi kiểm tra máy bơm kỹ càng. Đối với những cái hồ lọc trên đó thì ống ít đồ, xem nó có cố định êm chưa. Rồi đèn đóm, máy sủi mình không xài sưởi, kiểm tra kỹ. Ngày hôm qua mình giặt túi lọc rồi, hôm nay mình sẽ thay nước. Và khi thay nước mình sẽ bỏ vào mỗi hồ một cái bịch muối hột như thế này, nó sẽ hạn chế là cá nằm đáy hơn. Và nếu anh em có track hot thì anh em bỏ vào cũng được, cũng ok, không cần dùng muối. Muối thì mình ít khi mình dùng lắm, khi nào mà bệnh, cá bệnh hoặc là mình đi xa đó mình thay nước mình sẽ bỏ một bịch muối vào. Đây, cái hồ con Red Angel mình cũng đang thay nước đây. Sẽ bỏ vào một ít muối luôn. Nước đủ rồi, giờ mình sẽ khóa lại. Hồ con Pha Phu mà mình cũng thay xong rồi. Nó hơi thiếu miếng nước nữa. Sẽ cho thêm miếng nước nữa. Hồ con King này chút xíu là mình sẽ cũng kéo ống mà. Kéo ống này ra là mình thay luôn. Đấy, còn một cái hồ ở trên lầu nữa, cái hồ Bắc Tận này tối mình lên mình tưới cây mình sẽ thay. Đây, bỏ muối nè, cứ bỏ một mọc vào đây. Em định sợi hết, lâu lâu có muối chả sao đâu. Nếu đối với những anh em xuyên thay nước thì lượng muối nó sẽ không tồn động trong hồ lâu đâu. Em lưu ý là nhớ kiểm tra máy bơm đối với hồ lọc trên, kiểm tra kỹ cố định bơm. Hồ lọc dưới thì túi lọc rồi đó, hạn chế cái tình trạng là nó rủi ro nó tràn rồi. Máy móc thiết bị đèn đóm mình có camera quan sát nữa, sẽ để cái đèn phòng của cái phòng này để cho cái cảm biến của camera nó quan sát được rõ hơn. Đấy. Anh em nhớ thay nước và như vậy thì cá nó nhìn ăn 3-4 ngày rồi, không vấn đề gì hết. Rồi, nhiều anh em nuôi cá mà sợ đi xa, sợ cúp điện này nọ đó, cá nó thiếu oxy này rồi xài sủi tích điện nữa thì cũng ok. Nhưng đối với mình thì mình chả sợ vấn đề đó, bởi vì nuôi một con cá như thế này á, nó không có thiếu oxy rồi nè. Cục điện khoảng vài tiếng thậm chí một ngày nó chả sao đâu. Cá mình nhờ cục điện cho dù một ngày nó cũng chả sao cả. Nên em đừng quá cái sợ cái vấn đề đó, trừ khi mình nuôi thật là nhiều cá, hồ 5-7 con rồi phụ kiện nhiều á, cái lượng cá nó cần oxy nhiều thì mới sợ. Vấn đề đi xa mà sợ cục điện thì em đừng có lo. Vài tiếng hoặc là nửa ngày ngày gì đó, đối với những hồ một con cá thì chả sao đâu, mà em cẩn thận thì ghim cái oxy tích điện vào.